Chúng ta sang cái bài thứ hai. Các bạn thấy cũng tương đối là quan trọng ở đây là cái bài về viêm amidan. Ở đây viêm amidan thì dĩ nhiên là các bạn thấy là nó sẽ có rất nhiều trùng với cả viêm họng. Vì sao? Vì amidan nằm trong cái vùng họng. Vì thế dĩ nhiên chúng ta ở đây chúng ta đề cập những cái vấn đề rất là quan trọng và có gì liên quan đến amidan đấy. Thì chúng ta có thể đề cập thêm một số những vấn đề và hoặc là những cái nguyên nhân mà đặc biệt liên quan amidan. Đại cương là gì? Ở đây chúng ta xác định là cái đại cương của amidan là cái tình trạng viêm nhiễm ở amidan khẩu cán cũng như thành sau họng, và đặc biệt là viêm nhiễm có thể lan lên đến VA, tức là tổ chức adenoid ở vòm, và có thể lan xuống amidan đáy lưỡi. Thường viêm amidan thì hay gặp ở trẻ em hơn gặp người lớn, đặc biệt ở trẻ em dưới 2 tuổi thì đây là ít gặp cái thể điển hình. Đại cương thì chúng ta đã thấy là rất là quan trọng trong viêm amidan. Ở đây amidan các bạn thấy là chúng ta cũng có hai cái nhóm chính là gì ạ? Thứ nhất là cái nhóm mà cấp tính. Ở đây cấp tính thì có những cái định nghĩa là trong cái xác định cái vấn đề như những cấp tính là trong cái thời gian nào thì có nhiều quan niệm khác nhau, cũng như là nhiều trong y văn hoặc là tùy theo quy định của những tổ chức khác nhau, ví dụ như hội bác sĩ đa khoa hay là hội bác sĩ tai mũi họng. Thì trên thực tế chúng ta có nhiều cái định nghĩa khác nhau về viêm họng cấp tính. Vì thế các bạn sẽ thấy rằng chúng ta có thể gặp ở trong văn những cái định nghĩa mà các bạn thấy khác nhau, và thực ra cũng chúng ta cũng không có gì là ngạc nhiên trong cái việc khác nhau trong cái định nghĩa như này. Thì trong những tài liệu mà chúng tôi có trong tay thì cấp tính được định nghĩa là những viêm nhiễm có thể từ 3 ngày đến 2 tuần, có những viêm cấp tính có thể tái phát nhiều đợt khác nhau, có thể là từ 4 đến 7 đợt, viêm nhiễm kéo dài trong 1-2 tuần trong 1 năm. Viêm amidan mãn tính thì được định nghĩa là viêm nhiễm kéo dài trên 2 tuần ở trên bệnh nhân có viêm amidan. Đây là cái slide mà bạn đã nhìn thấy rồi. Thì hiện nay vấn đề của chúng ta của cái vòng Wagner này là tập trung ở amidan khẩu cái, tức là viêm amidan là palatine thunzin, tức là cái hai cái amidan ở hai bên của họng. Thì đấy là amidan khẩu cái, thì đấy là cái mối quan tâm của chúng ta trong cái bài hiện đại này. Nguyên nhân của viêm amidan thì cũng giống như cái viêm họng là chúng ta cũng có nhiều cái nhóm nguyên nhân khác nhau. Cái nhóm đầu tiên là nhóm virus. Dĩ nhiên là cái tỷ lệ của virus trong amidan thì không nhiều như ở viêm họng. Vi khuẩn thì đây là một cái nhóm thực ra cũng rất là lớn trong cái viêm amidan. Có những yếu tố nguy cơ nào chúng ta có thể dẫn đến viêm amidan, thì trong đó chúng ta đề cập đến cái sức đề kháng của bệnh nhân, có thể nguyên nhân do thời tiết lạnh bất ngờ chẳng, hay là những cái yếu tố dinh dưỡng, đặc biệt là yếu tố dinh dưỡng của bệnh nhân. Những bệnh nhân nào mà có cái chế độ dinh dưỡng mà kém, không đầy đủ thì thường dễ viêm amidan hơn những cái bệnh nhân mà yếu tố dinh dưỡng đầy đủ, đặc biệt là những cái trong trường hợp mà các bạn thấy là trong cái trường lớp dân nghèo thì thấy những bệnh nhân mà dinh dưỡng kém thì tỷ lệ viêm amidan tăng lên rất nhiều, đặc biệt những nghiên cứu ở những cái vùng ở cái thành phố có những tỷ lệ dân nghèo rất lớn như là New York, những vùng Bronx là những cái vùng mà dân nghèo và dinh dưỡng kém hơn, hay là đặc biệt là những cái nước ở trong khối ASEAN chúng ta, ví dụ như là ở Manila, Philippines chẳng hạn, thì có những cái bác sĩ tâm học nghiên cứu ở cái vùng mà có nhiều bãi rác, ví dụ là những người dân nghèo sống đấy. Ở Manila sẽ có cái quận là Smoking Mountain, tức là chỗ mà chuyên có rác mà người ta đốt rác. Thì đặc biệt ở những cái vùng này thì cái việc viêm amidan nó sẽ cao rất nhiều so với
những cái vùng còn lại của cái thành phố Manila. Ở đây nguyên nhân virus thì có những cái nguyên nhân cũng đồng hành với cái nguyên nhân của họ là Epstein-Barr, adenovirus, influenza, parainfluenza, herpes simplex và những cái còn khác, những cái virus khác ở vùng vùng hô hấp. Những cái nhóm nguyên nhân này thì chúng tôi sẽ chúng ta thấy rất trùng với cả viêm họng, thì chúng ta sẽ không đề cập đến những cái cụ thể, đặc biệt là những liên cầu mà nhóm tan huyết beta nhóm A thì thường rất hay gặp, và đây chúng ta cũng giống như viêm họng là chúng ta có thể xét nghiệm tìm những vi khuẩn này, đặc biệt là có những xét nghiệm để tìm những vi khuẩn này bằng test nhanh rất là dễ dàng. Cái nhóm vi khuẩn mà kinh khí cũng cũng tương tự như cái slide của viêm họng này, tôi không đề cập thêm cho các bạn. Chúng ta đi đến cái viêm amidan hay gặp đầu tiên là viêm amidan cấp, thường do virus. Ở đây là bệnh nhân rất là dễ lây và hay gặp vào mùa lạnh. Triệu chứng toàn thân thì các bạn thấy là sẽ có những cái tương đồng đối với cả viêm họng, thì là có sốt, ớn lạnh, nhức đầu, mệt mỏi, đau bụng và cảm giác cứng cổ. Triệu chứng cơ năng thì cũng rất là tương đồng với cả viêm họng. Ở đây các bạn thấy là đau rát họng, đau lên tai, nuốt đau, khàn tiếng hoặc mất giọng đều có thể gặp ở trong cái viêm họng mà các bạn đã nhìn thấy. Đặc biệt ở đây những cái điểm chung với amidan là có thể thấy những cái giả mạc và hạch cổ. Đây là những cái mà giống của viêm họng, các bạn thấy là những hình ảnh này các bạn đã được xem rồi. Amidan thông thường thì cũng giống viêm họng thông thường, tức là những cái viêm họng như amidan mà gây chú ý rất nhiều. Đây là cũng hình ảnh các bạn thấy viêm họng thông thường và các bạn đụng, thấy độ co phát rất là to, có thể chèn ép đến gần cái vùng lưỡi gà và có thể chạm đến đường giữa hai amidan. Ở đây là amidan cấp mủ, các bạn thấy là những cái mủ trắng giả mạc có thể bám lên amidan. Đây là một hình ảnh khác của amen cấp mủ, bạn thì thấy là amen có nhiều hốc khác nhau và những hốc này đều được đều các bạn đều thấy xuất hiện những cái mủ trắng, người ta gọi là bựa trắng của cái amidan. Ở đây là thì rất đặc trưng của viêm amidan cấp mủ. Tương đồng với cả cái viêm amidan thì chúng ta có ba cái công thức để chẩn đoán xác định, là có công thức máu, quyền sinh học và Aslo. Ở đây chúng ta đề cập đến một vấn đề khác mà chúng ta không đề cập đến trong viêm họng là cái biến chứng của viêm amidan là có những cái gì. Thì ở đây chúng ta sẽ đề sẽ đề cập đến một số những cái bệnh cảnh mà chúng ta có thể gặp trong thực tế lâm sàng. Đặc biệt là biến chứng tại chỗ là áp xe quanh amidan. Ở đây các bạn nhìn thấy là cái hình ảnh của áp xe quanh amidan. Thì các bạn nhìn hình có rõ không nhỉ? Các bạn nhìn hình có Rõ rõ thầy ạ. rõ. Vâng. Thế thì bạn Lê Tuấn Tú có răng hàm mặt này, bạn thấy là trên hình này các bạn thấy gì đặc biệt của cái amidan? Đây là hình ảnh mà chúng ta đè lưỡi, bạn thấy cái đè lưỡi đây. Đây đây là cái hình ảnh của cái áp xe amidan, thì các bạn nhìn thấy gì đặc biệt? Bạn bạn Tuấn Tú nhỉ? Bạn có nhìn thấy không? Dạ có ạ. Ừ, theo em ở trong này so với viêm amidan cấp thông thường, viêm cấp mủ thì các bạn bạn nhìn thấy gì đặc biệt? Em thấy cái amidan này dù áp xe nhìn trông thấy nó rất là niêm mạc nó bóng và sạch thế ạ. Nếu mà bóng sạch rất là tốt, còn gì nữa không? Và nó amidan bên phải nó sưng to đè đẩy thì lưỡi gà lệch sang trái. Lưỡi gà lệch sang trái, đúng rồi, lưỡi gà lệch sang trái rồi. Cái vị amidan sưng to đè đẩy thì có lẽ là đây không, chúng ta không nhìn thấy vì chúng ta không nhìn thấy amidan, nhưng mà cái tổ chức mà quanh amidan tức là peritonzilla thì nó sẽ bị phù nề rất là to, và nó chính nó sẽ là cái nguyên nhân đè đẩy lưỡi gà sang bên trái. Thì tóm lại ở đây trong slide này bạn Tú rất là nhìn rất là kỹ và rất là để ý trong trong bài giảng.
Thì ở đây các bạn thấy cái triệu chứng, hai triệu chứng lớn, thứ nhất là cái phù nề vùng quanh amidan bên phải, và thứ hai là lưỡi gà bị để lệch sang bên trái. Đây là hai cái triệu chứng lâm sàng chính để chúng ta đánh giá được cái áp xe quanh amidan. Thì đây là một chứng những biến chứng tương đối hai gặp, đặc biệt trong chuyên ngành tai mũi họng, đối với trong những viêm amidan cấp mù. Thì đây là các bạn nhìn thấy hình ảnh rõ ràng là cái vùng này là vùng quanh amidan, cực trên amidan đẩy, và amidan sẽ nằm dưới này, bạn chưa nhìn thấy được, và dĩ nhiên mình chưa nhìn thấy cái bề mặt amidan trong trong cái hình này, ảnh này. Và ở đây hiện nay hình ảnh này sẽ miêu tả các bạn là hình ảnh những cái tổ chức quanh amidan nó viêm nhiễm, nó phồng to như này, trong này sẽ là nó sẽ là chứa rất là nhiều mủ, và niêm mạc này thì phù nề, và sẽ đặc biệt là nó đẩy xe lưỡi gà sang hẳn một bên là bên trái. Thì đây là một trong những chỉ điểm rất là quan trọng để bạn chẩn đoán trong áp xe quanh amidan. Thứ nhất là cái phù nề cái vùng quanh amidan, thứ hai là lưỡi gà bị để lệch. Đây là hai những cái triệu chứng rất là quan trọng trong việc chẩn đoán áp xe quanh amidan. Thì đây là một trong những áp xe mà một cái biến chứng rất là hay gặp như tôi nói, và cái triệu chứng thì rõ như thế này. Đây là hình ảnh các bạn sẽ nhìn thấy, và khi nào nhìn thấy này thì các bạn có thể chẩn đoán được 99% là áp xe quanh amidan. Thì những biến chứng khác là gồm có những biến chứng gì? Thứ nhất là cái biến chứng gần về mũi xoang, viêm mũi xoang, viêm thanh khí quản, viêm hạch. Biến xa thì có thể viêm nội tâm mạc, viêm khớp, viêm thận, tức là viêm viêm cơ tim, cũng có thể gây ra biến chứng của viêm amidan cấp mù, đặc biệt là tắc nghẽn đường thở khi ngủ, gây ra những hội chứng ngáy cả. Thì đây là một trong những cái chỉ định mà chúng ta có thể chúng ta phải xử lý trong cái viêm amidan cấp mù, có thể điều trị nội khoa hoặc là phương thứ hai là phẫu thuật. Cái chẩn đoán phân biệt với trong việc amidan cấp mù thì các bạn phải để ý những cái bệnh nào. Thứ nhất là bệnh cầu họng, thứ hai là viêm họng vành xanh, thứ ba là nấm họng và lao họng, và thứ tư là cái u amidan, những cái mà bệnh lý của chúng ta phải điều trị chẩn đoán phân biệt trong cái viêm amidan cấp mù. Ở đây đặc biệt là những cái mà chúng ta phân biệt với hậu bạn, các bạn thấy đây là có hội chứng nhiễm trùng, đặc biệt là nhiễm độc trong cái bạch cầu họng rất nhiều. Và đây các bạn thấy trong lâm sàng, đây là cái giả mạc trắng dai nhé, khi nào chúng bóc ra thì thấy dai, dễ chảy máu khi bóc và không tan trong nước. Thì những cái giả mạc này bạn cho vào trong nước, bạn khuấy lên thì không tan. Những cái mủ bình thường, thông thường amen cấp mủ thì thường là sẽ có tan trong trong nước. Đặc biệt sẽ vi khuẩn, chúng ta sẽ nhìn thấy xác định được vi khuẩn là bạch cầu họng. Cái viêm họng đặc biệt là viêm vành xanh thì hay gây ra việc khó khăn trong chẩn đoán chính xác của cái viêm amidan cấp mù. Đặc biệt ở đây chúng ta có cái xoắn khuẩn vành xanh gọi là spirochete, thường là sẽ ở một bên có giả mạc màu xám vàng, dễ bóc và không chảy máu. Ở đây chúng ta xét nghiệm vi khuẩn là cái xét nghiệm quan trọng nhất để chẩn đoán viêm họng vành xanh. Ở đây gọi là vành xanh angina, đây là nó là cái viêm họng thể vành xanh. Đây là cái trường hợp các bạn thấy nấm trong họng hoặc nấm trong amidan thì các bạn thấy là cũng rất dễ nhầm với viêm họng viêm amidan cấp mù. Ở đây các bạn thấy là những khối u của amidan, bạn nhìn thấy đây là những khối này là khối cứng dai và dễ chảy máu, và bạn nhìn thấy đây là cái u amidan có thể chẩn đoán được tương đối dễ dàng ở những cái hình dạng này gì ạ? Đặc biệt là có nhiều cái khía cạnh góc cạnh khác nhau, trong tiếng Anh người ta gọi là polymorph, tức là nhiều dạng hình dạng, hay gọi là di dạng khác nhau, hay là những cái mà các bạn thấy là nó sẽ không giống như cái viêm amidan bình thường, những trường hợp trên này nhé, gọi là cái hình dạng mà di dạng. Điều trị thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sẽ phải chia làm hai nhóm. Thứ nhất là cái nhóm mà các bạn thấy là do virus thì đặc biệt là không có dùng kháng sinh và điều trị triệu chứng. Khi mà chúng ta có viêm họng thì chúng ta sẽ dùng kháng sinh. Cái slide này các bạn thấy là tương đồng với những slide của viêm họng mà tôi đã giới thiệu ở cái bài viêm họng. Ở đây
những cái trước đây chúng ta vẫn dùng penicillin và erythromycin là những cái lựa chọn hàng đầu. Ở những gần đây thì chúng ta có thêm cái những cái thuốc mà chúng ta có thể sử dụng trong cái điều trị viêm họng viêm amidan cấp tính. Thì đặc biệt ở đây chúng ta sẽ thấy là có những thuốc mà hay sử dụng nhất là gì ạ? Là đặc biệt là nhóm kháng sinh có chứa amoxicillin và axit clavulanic, nên là được dùng rất nhiều trong điều trị viêm amidan cấp mù. Nhóm thứ hai, nhóm ciprofloxacin, trong đó có những cái sản phẩm chúng ta hay dùng nhất là Zinac, có thể điều trị họ rất là hiệu quả. Cefdinir, ceproxim, azithromycin và clarithromycin là những chất mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được trong cái điều trị viêm amidan cấp mù. Đây là những cái mà các bạn thấy là nó sẽ có những điểm tương đồng. Điều trị di chứng, cái này cũng có nhiều điểm tương đồng với cả viêm họng, vì là amidan nằm trong cái vùng họng. Vì thế chúng tôi không đi sâu vào cái slide này nữa, vì các bạn đã được nhìn thấy lúc nãy rồi. Chúng ta sang cái phần mà phần 2 của cái bài viêm amidan, đó là chúng ta đề cập đến những cái dạng chúng ta gọi là viêm amidan mãn tính. Ở đây thì trong y văn thì nhiều tài liệu có thể thống nhất được viêm amidan mãn tính là những viêm amidan viêm kéo dài trên 2 tuần thì còn gọi là viêm mãn tính. Ở đây chúng ta phải nhấn mạnh là cái thời điểm gặp thường là gặp ở cái tuổi thiếu niên. Nguyên nhân thì ở đây chúng có rất nhiều cái nguyên nhân khác nhau. Ở đây chúng ta đề cập đến hai nguyên nhân mà chúng ta hiện nay là chúng ta hay đề cập đến nhất. Thứ nhất là có vi khuẩn kháng thuốc. Ở đây thì các bạn cũng đã biết rồi, trong các chuyên khoa khác cũng đã đề cập đến vấn đề này nhiều lần, đó là những cái sự kháng thuốc của vi khuẩn. Lý do là gì ạ? Lý do hiện nay là bạn thấy là việc sử dụng kháng sinh, đặc biệt là trong những trường hợp mà chúng ta hay gặp trong cái lâm sàng, ví dụ như là viêm họng, viêm amidan cấp mù, chúng ta việc lạm dụng kháng sinh ở đây với cái ý nghĩa là cộng đồng sẽ đưa đến sự kháng sinh rất là nhiều trong của vi khuẩn, tức là vi khuẩn kháng thuốc. Thì thế chúng ta sẽ điều trị mà bệnh nhân không đáp ứng với những cái thuốc mà chúng ta hay sử dụng, đặc biệt là những cái thuốc mà chúng ta dùng rất lâu rồi thì sẽ phát triển ra một cái thể phản kháng sinh rất là lớn, và những chủng này sẽ làm cho việc điều trị viêm họng, viêm amidan cấp mù hoặc là viêm amidan mãn tính nan giải rất nhiều. Cái nhóm thứ hai mà chúng ta đề cập đến mà chúng ta hay gặp trong những bệnh nhân có cái viêm amidan mãn tính là cái nhóm bệnh nhân có suy giảm miễn dịch, đặc biệt trong viêm nhiễm HIV/AIDS. Chúng ta gặp nhiều bệnh nhân mà có suy giảm miễn dịch, có cái viêm amidan mãn tính. Ở đây chúng ta sẽ nói gì về cái viêm amidan này? Ở triệu chứng toàn thân thì chúng ta hay gặp cái gì? Ở đây thì chúng ta các bạn thấy là ở đây tôi đề cái đầu tiên là ốm vặt, tức là nó cứ bị thời gian rất là dài và trên 2 tuần và có thể kéo dài hàng tháng. Ở đây và thấy là bệnh nhân cứ thỉnh thoảng lại phải nghỉ làm và thỉnh thoảng lại phải nằm tại chỗ, thì đấy người ta gọi là ốm vặt. Ho bệnh nhân do tính hay có cái xuất tiết nhiều và có thể gây ho, và đặc biệt là ở đây có cái chậm phát triển. Cái triệu chứng của amidan tính ở đây có những cái triệu chứng gì lớn? Thứ nhất là đau ho, nuốt đau, ăn uống khó, hơi thở hôi chẳng hạn, thì các bạn đã biết rồi, tức là cái mùi của cái viêm amidan tính thì đặc trưng của cái mùi của loại vi khuẩn mà có trong những cái hốc mủ amidan, đặc biệt những vi khuẩn này có thể là tạp khuẩn, là có nhiều vi khuẩn khác nhau có thể gây ra những cái mà viêm amidan mãn tính. Ở đây các bạn có thấy là
Trong trường này thì amidan này là các bạn nhìn thấy amidan này có gì đặc biệt không nhỉ? Bạn có nhìn thấy ảnh không? Đã có ạ. Rồi. Bạn Vương Ngọc Thích nhỉ? Vương Ngọc Thích ra mặt bạn thử miêu tả amidan này như thế nào? Dạ, em thấy thầy là amidan này quá phát đến 2 phần 3 cái như là ở mức độ 3 đấy. Trụ nề đỏ. Hiện tại thì em thấy là không có giảm mạc khả năng là. Vâng. Đúng rồi, các em nói rất đúng, là đây là một những cái viêm mà rất lâu rồi và các bạn thấy niêm mạc thực ra cái này nó không có cần viêm cấp, xung huyết cấp nữa, mà nó sẽ có là hình ảnh là nó có nhiều cái vùng xung huyết, trụ thì nề đỏ và cái này các bạn sẽ thấy là nó đặc biệt trong cái viêm mãn tính là quá phát xơ teo, thì sơ teo có nhiều hốc mủ và cái này và trụ thì nề đỏ. Thế đây là một trong những cái triệu chứng mà chúng ta có nhìn thấy, quan sát được trong cái viêm đa mãn tính. Đặc biệt là trong cái đa tính hay có một cái có cái xuất hiện của những cái hạch vùng cổ, thậm chí có thể sưng đau. Có những trường hợp thì các bạn cũng thấy là hạch người ta sẽ sơ được hoặc xuất hiện trên cái siêu âm. Đặc biệt là các bạn nếu trong trường viêm đa mãn tính mà trong trường mà cái hạch này cũng cùng sưng cùng cái amidan thì rất hay gặp triệu chứng là cái hạch vùng cổ nó có sưng đau. Ở đây thì chúng ta có phân chia theo Posty là cái phân chia amidan theo cái nhiều cái mức độ khác nhau. Ở đây có mức độ không thì là amidan vẫn nằm trong hốc, tức là chưa nhìn thấy ở ngoài, à, gọi là interfossa, tức là nằm trong hốc và chưa nhìn thấy ở ngoài. Độ 1 thì nó sẽ chiếm 25% của cái toàn bộ cái vùng hầu họng. Độ 2 là từ 25 đến 50% vùng hầu họng. Cái nhóm thứ ba là từ 50 đến 70% vùng hầu họng, và nhóm thứ tư là trên 75%, có nghĩa là các bạn thấy là độ 4 thì bạn thấy là hai amidan đã chạm vào nhau rồi. Bạn thấy là không còn cái lỗ hổng giữa hai amidan với nhau. Và những cái mức độ một là các bạn nhìn thấy đã nhìn thấy amidan và chiếm đến dưới 25%, tức là 1/4 của cái vùng oropharynx, tức là vùng hầu họng. Thì các bạn nhìn thấy là đây những mức độ khác nhau, là mức độ cái này là mức độ quá phát của cái amidan theo Boski. Dĩ nhiên là nhiều nhiều có nhiều cái cách phân chia khác nhau, như đây là cái cách chia thông thường nhất mà chúng ta hiện nay đang sử dụng trong cái thực tế lâm sàng tại Bệnh viện Tai Mũi Trung ương cũng như là của Bệnh viện Đại học Y. Thì đây là cái mà phân viên chúng ta gặp, và sáng nay thì qua cũng đã cho bạn xem một số những cái bệnh nhân mà có cái amidan cũng như là cái độ lớn của amidan để chúng ta chia xem là đánh giá là cái khoảng như thế nào thì chúng ta sẽ đánh giá được cái mức độ của cái viêm amidan, hay nói khác là của cái quá phát viêm amidan quá phát ở trong cái bệnh tích viêm amidan mãn tính. Điều trị thì chúng ta có những phương pháp nào có thể điều trị được? Thứ nhất là xúc họng, cái này tương đồng với cả viêm họng, có chống phù nề. Và nhóm thứ ba là chúng ta điều trị nguyên nhân của viêm amidan mãn tính. Chúng ta sẽ bàn về cái slide cuối cùng này. Ở đây các bạn thấy là nhiều có nhiều tương đồng với viêm họng. Thứ nhất là bệnh amidan cũng rất là hay gặp vì ô nhiễm môi trường cũng như là những cái bệnh viêm vi khuẩn, và chúng ta có thể rất dễ lây từ người nọ sang người kia. Ở đây thì chúng ta thấy là chúng ta cần xác định nguyên nhân để chúng ta có thể điều trị được. Ở đây thì các bạn thấy là nguyên nhân của viêm amidan mãn tính thì chúng ta có thể có những xét nghiệm cũng như là cái vi khuẩn nhanh, chúng ta có thể là xác định được cái nguyên nhân của cái viêm amidan mãn tính cũng như là viêm amidan cấp.
Đặc biệt là viêm cấp tính thì chúng ta không dùng kháng sinh, và đặc biệt là có những cái biện pháp phòng phòng bệnh thì chúng ta có thể đưa đến những cái phương pháp để chúng ta tránh những cái lây nhiễm cũng như là cái tái phát của viêm amidan cấp cũng là mãn tính. Trong cái bài này chúng ta sẽ đặt ra một cái vấn đề rất là lớn là cái chỉ định cao amidan là gì, vì sao, vì các bạn trên thực tế các bạn cũng chắc cũng gặp một số bệnh nhân khi mà thăm khám với chuyên khoa của các bạn thì cũng có thể hỏi, người ta có hỏi các bạn là chỉ định cao amidan là gì. Thì ở đây thì có rất nhiều cái chỉ định cao amidan khác nhau, đặc biệt là hiện nay thì mỗi hội tai mũi họng ở từng nước, từng quốc gia, hội tai mũi họng Mỹ, hội tai mũi họng châu Âu thì sẽ đưa ra những chỉ các amidan của mình phù hợp với cái viêm nhiễm cũng như là cái dịch tễ học của viêm amidan cũng như là trình tự kỹ thuật của các nước khác nhau. Ở đây chúng ta đánh giá cái chỉ định amidan này theo cái chỉ định của hội tai mũi họng Việt Nam. Dĩ nhiên chỉ định này cũng đã từ khá lâu rồi và hiện nay cũng chưa được cập nhật, nhưng nó vẫn là cái hướng dẫn điều trị mà chúng ta hiện nay có trong cái chuyên ngành tai mũi họng ở tại Việt Nam. Thứ nhất là những nhóm chỉ định amidan do viêm nhiễm, ở đây thì được định nghĩa là những viêm amidan tái phát trên 6 lần trong một năm hoặc 3 lần trong 2 năm liên tiếp. Thì đây là những công thức mà bạn thấy là nghe thì rất là khó, nhưng mà cái viêm tái phát này trên 6 lần trong năm hoặc là 3 lần trong 2 năm liên hoặc 3 lần trong 2 năm liên tiếp được mỗi năm 3 lần, thì đây là một trong những chỉ định mà chúng ta có thể đưa ra khi mà bệnh nhân đến khám và chúng ta có thể khai thác tiền sử là bệnh nhân có tái phát trên 6 lần. Tái phát trên 6 lần đây người ta gọi là viêm nhiễm theo 6 episode, tức là 6 lần trong một năm, để chúng ta đánh giá được cái khả năng phẫu thuật ở trên bệnh nhân này. Thì đây là một trong những cái câu hỏi mà thực ra chúng ta cũng rất hay gặp, và cũng thường là nếu mà mình là bác sĩ thì cũng cũng rất nhiều người hỏi là khi nào mà chỉ định cắt amidan. Thì các bạn có hiểu cái ý nghĩa của cái chỉ định cắt amidan mà theo công thức này không nhỉ? Các bạn đã gặp bệnh nhân nó hỏi là khi nào chúng ta cắt amidan chưa? Bạn Lê Tuấn Tú nè. Dạ. Bạn Tú bị hỏi hơi nhiều, nhưng mà sáng nay bạn Tú tham gia rất là tốt. Thì theo bạn thì nếu viêm amidan tái phát trên 6 lần một năm thì chúng ta hỏi bệnh nhân thì chúng ta nói đề cập vấn đề gì để chúng ta xác định là bệnh nhân tái phát trên 6 lần trên một năm? Dạ, đề cập đến vấn đề là nó có tần suất được chẩn đoán viêm amidan 6 lần, ít nhất 6 lần một năm như thế nào? Tự hỏi xem có khai thác là bệnh nhân có phải được đi khám và chẩn đoán là viêm amidan. Đúng rồi. Đấy, cái đấy rất cảm ơn bạn Tuấn Tú. Với những câu trả lời của bạn là tôi rất là hài lòng. Vì sao? Vì kể cả bác sĩ tai mũi họng cũng vậy. Nhiều khi mình khai thác tiền sử nó không rõ ràng thì bệnh nhân có thể khai là tôi đau họng 6 lần trong 1 năm. Điều đó hoàn toàn không có ý nghĩa là viêm nhiễm tái phát trong 6 lần trong 1 năm, mà 6 lần này nếu chúng ta khai thác được là 6 lần là có bác sĩ chẩn đoán viêm amidan. Có bác sĩ đấy có thể bác sĩ đa khoa không nhất thiết phải tai mũi họng, nhưng có bác sĩ chẩn đoán là viêm amidan và được bác sĩ điều trị 6 lần trong 1 năm thì lúc đấy mới có ý nghĩa là episode 6 episode trong một năm, thì đấy mới là cái chỉ định amidan, chứ không phải là bệnh nhân khai là mình đau họng 6 lần hay là tôi cảm thấy là amidan tôi tự mua thuốc về điều trị, thì nó không có nghĩa trong cái việc chỉ định amidan. Các bạn hiểu không nhỉ? Cái đấy là cái tôi nhấn mạnh là 6 lần này, 6 episode này phải được bác sĩ chẩn đoán và bác sĩ có điều trị thì nó có ý nghĩa trong việc là mình đưa ra chỉ định cắt amidan cho bệnh nhân. Lý do là vì sao tôi thấy các bạn ạ? Cái đấy có những bệnh nhân mà chỉ đau họng thì chưa chắc là viêm amidan, có thể những viêm khác cũng gây ra đau họng mà bệnh nhân tự mua thuốc uống, thì cái đấy không tính là một episode của viêm amidan mãn tính. Thì cái đây là một có những cái mà
rất để ý trong việc khai thác tiền sử cũng như là đưa đến chẩn đoán cho bệnh, đưa đến chỉ định cắt amidan cho bệnh nhân. Những cái biến chứng đại số cũng có thể là chỉ định cắt amidan, ví dụ như là áp xe viêm tới cắt amidan, những biến chứng kế cận ví dụ viêm thanh quản, viêm mũi xoang, viêm hạch hoặc áp xe hạch, và những biến chứng xa ví dụ viêm cầu thận, viêm khớp, viêm van tim cũng là những cái chỉ định của cắt amidan hiện nay ở tại Việt Nam. Cái nhóm tiếp theo là nhóm gây tắc nghẽn, ví dụ như là ngủ gái thường xuyên thở bằng miệng, tắc nghẽn đường thở khi ngủ, nút khó có rối loạn phát âm, đặc biệt là những cái âm mà những cái nghề nghiệp mà sử dụng giọng nói rất là nhiều, đặc biệt là ảnh hưởng đến thể chất, cấu trúc hàm mặt, cũng là một chỉ định gây tắc nghẽn mà có thể đưa ra trong cái chỉ định cắt amidan. Nhóm tiếp theo là nhóm gây hôi miệng và đau họng kéo dài. Ở đây các bạn thấy là hôi miệng, tức là mình đã điều trị rồi mà bệnh nhân vẫn hôi miệng, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, hoặc là đau họng kéo dài. Ở đây thì các bạn thấy là khi nào giao tiếp mà có mùi hôi ở miệng thì sẽ làm cho bệnh nhân có cảm giác rất là mất tự tin trong cái giao tiếp. Đây cũng là một cái nhóm chỉ định cắt amidan rất là lớn. Và đặc biệt cuối cùng là cái nhóm khối u mang đen, dĩ nhiên là đây là một cái chỉ định cắt amidan tuyệt đối, là cái khối cắt amidan trong trường hợp mà có khối u amidan. Chống chỉ định thì có những chống chỉ gì trong cái phẫu thuật cắt amidan? Có những bệnh về máu, đa nhiễm khuẩn cục bộ hay toàn thân, suy tim, bệnh suy tim tâm phế mạng, đang viêm cấp hoặc bệnh mãn tính chưa ổn định thì chúng ta cũng không có chỉ cắt amidan. Thì đây là một những cái chống chỉ định mà các bạn thấy là rất rõ ràng. Và dĩ nhiên là những chống chỉ định này có thể thay đổi theo thời gian, nhưng đây là những chống chỉ định mà chúng ta đang sử dụng hiện nay, chúng rất để ý trong việc chỉ định bệnh nhân cắt amidan. Phòng ngừa thì các bạn thấy là cũng giống như viêm họng, chúng ta có cái rửa tay thường xuyên là một trong những biện pháp rất là quan trọng để tránh cái lây lan viêm amidan. Ho sổ mũi vào khăn, dùng trung ly và tránh tiếp xúc gần với người bệnh, thì đây là những cái phòng ngừa mà chúng ta có thể khuyến cáo bệnh nhân để bệnh nhân sẽ tránh cái viêm amidan cấp cũng như là mãn tính. Ở đây các bạn thấy là rửa tay giống như là cái xe lúc nãy. Thì bài tiếp theo chúng ta sẽ là bài viêm VA, cũng là một bài rất quan trọng và rất hay gặp trong tai mũi họng. Hiện nay chúng ta đã là 14:45, và trước khi chúng ta bắt đầu bài viêm VA thì chúng ta xin các bạn cho bạn nghỉ trong vòng 30 phút đến 15:15 chúng ta bắt đầu hai cái bài cuối trong cái bài giảng hôm nay, để các bạn có thể nghỉ ngơi một chút và giải quyết vấn đề riêng trước khi và chúng ta lại ngồi nghe hai bài cuối cùng để các bạn kết thúc cái bài hôm nay, là cái bài về viêm họng, viêm amidan, viêm VA và cái khó thực thanh quản, là cái bài mà chúng ta sẽ học hôm nay. Mời các bạn nghỉ trong ít phút và chúng ta sẽ bắt đầu tiếp bài giảng mới vào 15:15. Mời các bạn nghỉ ạ. Vâng ạ.